Chào mừng em trong tiếng, em đã quay trở lại Cám Lợn đây, An Hải như mọi khi. Và hôm nay chúng ta lại quay trở lại chuyên mục Super Audio. Và đây là chiếc tai nghe JBL Tune 115 TWS. Một chiếc tai nghe với mức giá loanh quanh 1 triệu rưỡi. Một sản phẩm có chất âm khá hay và mức giá cũng khá là mặn. Và với một củ rưỡi, có thể nói là giá cao hơn phần lớn các cái tai nghe True Wireless mà có xuất xứ từ hàng xóm chúng ta bây giờ. Thì liệu chiếc tai nghe JBL này nó có cái gì hay? Hãy cùng nhau tìm hiểu ngay sau intro nhé. Rồi đó, trước khi mở hộp, đọc qua cái vỏ hộp xem có gì hay. JBL Pure Bass Sound, tức là âm bass, gọi là gì ạ? Trong sạch, nguyên chất, âm bass nguyên chất của JBL. Các thứ, voice assistant supported, ok. Gọi được Google Assistant này, có thể điều khiển bằng mặt cảm ứng này. Ok, Pure Bass, zero cable, kiểu dài bass nguyên chất và không có tí dây dợ nào. Biết rồi, True Wireless quảng cáo nhiều. Ôi, cái này nặng ấy. Lại một cái quả sớ. Úi dồi ôi. Anh em chuẩn bị này. Một quả sớ là dài luôn. Cái này là cái gì? Warranty card, thông tin bảo hành. Một cái tệp giấy, mặt lại đen, thêm dầu chấm than. Ngoài ra chúng ta còn xem nào. Hai cặp tip nữa để thay đổi phù hợp kích thước tai từng người. Và còn có cáp taxi nữa cơ. Nhưng mà mấy thằng nhân viên mình nó bỏ ra, nó vứt đâu rồi anh em ạ. Yên tâm, có cáp taxi. Đầu tiên thì đây là hộp sạc của chúng ta, với cái dạng quả trứng và bề mặt làm bằng nhựa, với cái màu xám trắng. Đầu tiên ấy, mình cảm nhận được khi mình sờ với hộp này là nó rất chắc chắn, rất đầm, thiết kế cực kỳ tốt luôn. Độ hoàn thiện rất cao. Tổng đại khái là mình cực kỳ hài lòng về vẻ bề ngoài của hộp sạc này. Và ngoài phiên bản này ra thì các bạn còn có màu đen, màu xanh bạc hà và màu đỏ nữa cơ. Thì JBL vẫn là JBL, rất nhiều sắc màu cho anh em lựa chọn. Không biết các bản màu khác như thế nào, bởi vì mình mới có mỗi bản màu trắng xám trên tay thôi. Nhưng mà mình thấy rằng cái màu này nó bám lại rất ít mồ hôi vân tay, nhìn nó tương đối là sạch. Ưng cái bụng, từ đầu tiên nhìn cái hộp phát là ưng luôn rồi. Chưa thấy một cái tai nghe True Wireless nào mình thấy các bạn là có cái bản lề ngon như cái hộp sạc này. Nó đã mở ra dễ nhá, mà mở ra rất chắc, không thể nào bị gập lại được, trừ khi các bạn cố tình đẩy tay vào. Bản lề rất chắc chắn, rất đầm, cực kỳ thích hộp sạc này. Chưa thấy hộp sạc nào mà có cái nam châm với cả cái bản lề ngon như này cả. Về dung lượng pin hộp sạc này, chúng ta có trong này là 410 mAh và mỗi bên tai nghe sẽ có 55 mAh. Và nhà sản xuất JBL cũng công bố rằng là thời lượng sử dụng liên tục sẽ là 6 tiếng và hộp sạc cho chúng ta thêm 15 tiếng. Vậy tối đa là khoảng tầm 21 tiếng nghe nhạc liên tiếp. Không ăn được với cả chiếc Soundpeak Smart không nọ. Tận 60 tiếng nó kinh khủng tởm. Nhưng mà cũng phải công nhận thôi, vì cái hộp sạc to rất là nhiều. Nhỏ này, 21 tiếng theo mình là khá ok rồi. Và đây sẽ là thiết kế của cái tai nghe True Wireless bên trong. Rút ra và nhét vào rất dễ. Trông nó béo béo bầu, nhìn khá là cute. Với cái phần tip này nó không bị thọc khóa sâu vào lỗ tai. Cá nhân mình thích kiểu này. Có những cái tai nghe True Wireless nào mà cái tip nó dài ngoằng và nó to ấy, nhét vào tai thì mình cảm thấy nó hơi khó chịu khi đau lâu. Đối với mình những cái tip tai mà cả những cái phần gọi là gì nhỉ? Cái ống khói lòi như này, nó ngắn ngắn, nó nhỏ xinh xinh thôi, thì đút vào tai nó rất là dễ chịu. Và cái tai nghe này, một trong tai nghe thế, đeo nó rất là thoải mái đối với cái tai của mình. Và như mình khuyên các bạn trong rất nhiều video, cho dù là về bàn phím, về chuột kim minh hay là về tai nghe, là các bạn nên đến những cái showroom nơi bán hàng đeo thử đã. Và trước khi mua, không hiểu mua về đeo không hợp thì đấy, anh em thể đến showroom đeo thử cho biết đã. Cơ mà có một điều mình muốn chia sẻ với các bạn, đó là cái bề mặt điều khiển ở bên ngoài này. Thì đầu tiên mình nhìn hộp mình tưởng là cảm ứng, nhưng mà khi mình sử dụng mình biết rằng cái bề mặt này nó là nút bấm. Các anh em mình để ở gần mic. Đó, bạn nghe không? Thấy không? Đây là cái nút bấm. Thì nó hệ lụy như sau. Thứ nhất, nút bấm thì chắc chắn là nó sẽ điều khiển chính xác hơn và nhạy hơn so với cảm ứng. 100% nó nút bấm vật lý. Cơ mà cái điểm trừ ở đây nó là vì các bạn đeo này vào tai, các ấn để điều khiển mà nút này không hề nhẹ nhá. Nút này ấn phải khá mạnh. Thì mỗi lần ấn là một lần kiểu thọt cái tai nghe vào trong lỗ tai. Nó hơi thốn. Thì nó có điểm cộng cũng như là có điểm trừ, thì các bạn cân đối để xem các bạn dùng kiểu này thế nào. Đối với mình thì mình gần như không mà dùng mấy cái phím điều khiển ở trên tai nghe cả, nên mình thấy không quan trọng lắm. Nhưng mà các bạn mà thường xuyên điều khiển, ui, xuống về rock tip. Tai nghe này các bạn có thể cài đặt theo cái chế độ sử dụng cả stereo và cả mono. Mình thấy nó khá là thú vị. Tức là khi các bạn đeo hai tai nghe này vào tai, đúng không, thì các bạn sẽ nghe được âm thanh đầy đủ của những cái video, những bài nhạc các bạn nghe, những bộ phim các bạn nghe, kênh trái tiếng bên trái, kênh phải tiếng bên phải. Ok, nhưng khi các bạn rút một chiếc tai nghe ra thì nó sẽ tự động hợp âm thanh lại cho tất cả hai kênh stereo vào một bên tai nghe để các bạn không bị mất giải tần nào cả. Thì đó là một cái tính năng khá là hay. Với lại mình thấy cái khả năng kết nối cái tai nghe này là khá là nhanh. Khi các bạn đang đeo tai nghe này
Các bạn đang nghe chế độ stereo cả hai bên đúng không? Các bạn chỉ cần rút một chiếc ra phát, chỉ khoảng tầm một tích tắc, một giây thôi là sẽ nhập lại kênh âm thanh chuyển mono, chỉ mất một giây rất là nhanh. Và khi các bạn đang để tai nghe dưới đất đúng không, các bạn nhặt lên, các bạn đeo lại nút tai kia vào tai, một phát chuyển mono sang stereo cũng chỉ mất một giây thôi. Thì cái đó mình thấy là cái chú trọng về cái phần mềm và trải nghiệm sử dụng của người dùng thì JBL đã tập trung vào làm chúng ta gọi là có trải nghiệm gọi là seamless hơn, không phải quan tâm nhiều mỗi lần rút tai nghe khác ra lại phải kết nối hay là chuyển gì cả, mà đeo lên tai phát là tự chuyển luôn, rất ok. Còn về điều khiển media thì cái tai nghe bên trái các bạn ấn một lần sẽ là tua bài tiếp theo, bấm hai lần sẽ là tua bài trước, còn tai bên phải bấm một lần sẽ là play or pause và bấm hai lần sẽ là gọi trợ lý ảo. Còn các bạn có thể bấm và giữ 2 giây để tắt mic khi gọi điện thoại, nó cũng cả là cái khá là hay, mình thấy mà nhiều tai nghe nên có hơn, có thể tắt mic trực tiếp như tai nghe luôn, rất là tiện. Nhưng mà đó là khi các bạn đeo cả hai bên tai nghe. Thì nếu các bạn sử dụng với chế độ mono tức là đeo một bên thì điều khiển như thế nào? Các bạn có thể nhận cuộc gọi, kết thúc gọi này cũng như là play pause bằng cách nhấn một lần và nhấn hai lần để gọi trợ lý ảo và nhấn 2 giây để các bạn tắt mic cho cuộc gọi, thì tức là sẽ không còn khả năng tua bài nữa. Thì anh em lưu ý về thông số kỹ thuật, trong này chúng ta có một driver khá là nhỏ, nhưng các bạn nhìn thấy đấy thì cái tiếng tai nghe là bé tí này, mà trong này chỉ có driver là 5.8mm thôi, nó không phải driver gì hoành tráng cả. Cơ mà cái giải tải đáp ứng cũng khá là rộng, từ 20Hz lên 20kHz và mỗi bên tai nghe chỉ nặng hơn 5g. Cái mình thấy khá đáng tiếc ở trên chiếc tai nghe này ở mức giá 1,5 triệu đó là nó không hề có kháng nước kháng bụi gì cả. Khi mà những chiếc tai nghe giá rẻ khác loanh quanh mức giá từ 500 đến 700 đã có IPX như là IPX7 hay cái gì gì đó các thứ rồi, chiếc tai nghe này thì không có chỉ tiêu kháng nước kháng bụi gì cả. Cho nên anh em lưu ý khi tập thể dục thể thao nó ra nhiều mồ hôi, hay các bạn sử dụng cái này khi mà gặp ngoài trời mưa chẳng hạn, thì nhớ là lưu ý và cất tai nghe đi, tránh để mang lên cánh xúc heo và ông này ông bảo tôi mua tai nghe này ngon lắm xong rồi về dính nước hỏng nhá, không chống nước. Bây giờ anh nói về chất lượng âm thanh chiếc tai nghe này thì cái quan điểm của mình như sau. Thứ nhất là JBL họ đề hẳn trên vỏ hộp là pure bass, tức là giải âm bass nguyên chất. Thế nên rằng bass chiếc tai nghe này đúng như quảng cáo là nó chắc, nó khỏe, thể hiện được cái giải low bass cũng khá là tốt. Nghe nhạc mạnh cực kỳ thích luôn nhá. Nếu các bạn thích nghe nhạc mạnh thì chiếc tai nghe này rất ổn. Giải âm mid cũng khá ổn, thiên hướng nó hơi ấm ấm và giọng ca sĩ nó không bị lấn át bởi những cái tiếng nhạc cụ khác. Tóm lại giải mid cũng rất là tốt. Còn trap thì không gì ấn tượng cả, nhưng mà cái là không chói, không gắt, không báo tần số. Thế nên là mình cảm thấy cái tai nghe này nó không có cái gì để chê về chất lượng âm thanh cả. Chỉ có là nó không phải chiếc tai nghe nó tạo ra để dành cho người thích nghe nhạc nhẹ, thích nghe ballad, thích nghe acoustic, mà là sẽ tạo ra cho người thích nghe nhạc mạnh, có bass, nghe nó trầm, nó ấm, nó đầm thì ok. Nhưng mà nếu các bạn nghe những nhạc kia cũng được, không vấn đề gì cả. Nhưng mà đấy, như mình nói là nó không ấn tượng về giải tầng giải 2 và giải mid thôi. Giải mid tốt, giải 2 bình thường, còn giải bass mới là cái giải âm thanh tốt nhất của nó. Thế nên rằng suy cho cùng, cái tai nghe này dành cho người thích quẩy. Còn điểm ấn tượng cuối cùng đó là về cái không gian âm thanh. Nó thể hiện âm thanh vòm và vị trí nhạc cụ rất là tốt, và các cái tầng lớp của bài hát cũng nó không bị lẫn vào nhau. Thế nên rằng chiếc tai nghe này mình đánh giá cái chất lượng âm thanh của nó ấy, nếu mà trên thang điểm từ 1 đến 10 so với cái nhu cầu của mình thì mình cho nó khoảng tầm 7.5. Bởi vì mình không thích chiếc tai nghe nào mà nó bass quá khỏe, nó lấn át bớt những cái giải tần mid và giải 2. Thì cái tai nghe này bass tốt, mid tốt và giải 2 ở mức ok. Thế nên rằng mình cho nó khoảng tầm 7.5. Còn nếu nói về thiết kế thì mình thấy thực sự rằng với cái mức giá lên quanh 1.5 triệu thì nó chưa đem lại những thứ mình mong muốn. Ví dụ như là mình muốn một tự động below hơn này, mình muốn một cái bề mặt điều khiển, ví dụ là cảm ứng chẳng hạn đi, thì đỡ bị thọt vào lỗ tai. Có cái này thì gần như chả bao giờ dùng được bởi vì ấn nó hơi khó chịu. Và cái thứ ba nữa đó là mình đã nghĩ rằng hộp sạc to như này thì pin nó phải lâu hơn 21 tiếng. Mặc dù 21 tiếng không phải là con số gọi là đáng để chê trách gì cả, nhưng mà mình nghĩ rằng cái hộp sạc to như này thì nó phải thời lượng pin lâu hơn tí. Thế đó là cái đánh giá của mình với chiếc tai nghe JBL Tune 115 TLAB US. Tên dài nhỉ? Tên JBL càng dài. JBL Tune 115 TWS. Đọc đều mồm. Hy vọng các bạn có hỏi rất thú vị và có thêm lựa chọn để mua tai nghe True Wireless. Không biết các bạn thấy thế nào với chiếc tai nghe này và các bạn đang dùng những sản phẩm nào của JBL, và cảm nhận các bạn ra làm sao thì hãy để lại phần bình luận bên dưới. Còn muốn xem gì khác thì cũng đừng quên nói ở dưới để mình biết, mình đi mượn hãng về mình làm cho các bạn nhé. Nhớ like và subscribe, nó miễn phí, và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các video khác. Peace.